Hello, hello, xin chào các bạn, đến đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ tối các bạn Hôm nay Thuận là làm video trễ tại vì công ty cũng khá là bận Nhưng mà có rất nhiều tin tức lớn Thuận muốn chia sẻ với các bạn Và ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi, chúng ta một lần nữa lại bắt đầu bước vào cuối tuần Thì chúng ta đã thấy được là ngoài trời bây giờ ra thì vẫn mưa rơi các bạn Vẫn lạnh nhưng mà thị trường vẫn tiếp tục ấm lại Chúng ta đã nhìn thấy giá Bitcoin hôm nay đã xoay quanh cái mức là 44.000 đô Bây giờ là 44.022 đô các bạn Và chúng ta hôm nay đó thì khác mỗi thêm một chút Tôi sẽ dành cái thời gian đầu video để mà chia sẻ về thông tin lớn liên quan đến crypto trước Tại vì có nhiều tin tức nhất là liên quan tới Bitcoin Spot ETF mà các bạn cần phải nắm được Cùng với lại những cái tin tức lớn liên quan đến thị trường crypto mà các bạn cũng cần phải nắm bắt được cũng như là những cái tin tức liên quan đến thị trường tài chính nói chung nhưng mà ngoại trừ bitcoin ra ra các bạn thấy là thị trường crypto hôm nay cũng rất là tốt có rất nhiều màu xanh ở trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa thị trường đã tăng lên qua khỏi mức là một bảy nghìn tỷ các bạn hôm nay đó tổng số vốn hóa đã tăng hai trăm bốn phần trăm soi mức giá ngày hôm qua đó thì bitcoin chỉ tăng có không tám mà thôi dựa theo con nhưng mà các bạn thấy là những All coin đó thì lại có cái sự tăng trưởng rất là tốt chúng ta thấy đáng tiếc là Ether đó thì hôm nay cũng tăng nhẹ thôi các bạn chỉ tăng có 2.2% và một tuần qua đó thì Ethereum là một trong những đồng mà lại giảm các bạn giảm 1.9% nhưng mà ngược lại đó các bạn thấy được là BNB hôm nay tăng 5.1% chúng ta có Solana tiếp tục tăng các bạn hôm nay đã tăng thêm 17% nữa Giá của Solana bây giờ đó đã gần tới mức 100 đô rồi các bạn Và chúng ta thấy được là cả năm nay đó thì Solana đã tăng là 703% con số rất là đáng kể Và chúng ta thấy được là Solana đã giờ này năm ngoái đó thì rất là tệ luôn nói chung nó rất nhiều những cái sự lo lắng sau khi mà FTX khai phá sản các bạn tại vì lúc đó chúng ta thấy là sàn FTX lưu trữ rất là nhiều Solana và nhiều người lo lắng về vấn đề đó cũng giống như là bây giờ không còn ban mình Free nữa thì chúng ta có còn thấy động lực để tiếp tục thúc đẩy hay là không lúc đó có rất là nhiều cái sự lo lắng liên quan đến Solana và các bạn thấy được là một trong những người mà lúc đó lại lên tiếng ủng hộ đó chính là và Thalik các bạn đây là cái thuyết và Thalik đăng vào ngày 29 tháng hai các bạn khoảng chừng là một năm trước lúc đó đó thì giá Solana chỉ có 9 đô mà thôi các bạn thấy được là giá Solana bây giờ đã tăng 11 lần gần như 11 lần so với cái giá thời điểm này của năm ngoái và bà Thơ Lực đã nói là một Số người thông minh nói với tôi là có một cộng đồng nhà phát triển nghiêm túc và thông minh tại Solana Và bây giờ khi những người chỉ chạy theo lợi nhuận đã bị loại bỏ Chuỗi này có một tương lai sáng lạng Khó để tôi đánh giá từ bên ngoài nhưng tôi hy vọng cộng đồng sẽ có cơ hội công bằng để mà phát triển. Thì các bạn thấy được là những thời điểm như vậy chúng ta vẫn có những người như và Vitalik của Ethereum đứng lên để mà ủng hộ Solana và cuối cùng các bạn thấy Solana cũng đã có một cái sự hồi phục và đương nhiên các bạn đã biết là Thuận cũng lưu trữ một phần Solana chỉ đáng tiếc đó là cái phần nhỏ mà thôi nhưng mà nào mà theo dõi Thuận chia sẻ cái portfolio mỗi hai tuần đó thì các bạn đã nhớ Solana là khoảng hơn một phần trăm mà thôi Thuận lưu trữ nhiều Ethereum hơn và chúng ta nhìn thấy được là so với Solana đó thì Ether yếu hơn các bạn cả năm nay Ether cũng tăng nhưng mà chỉ tăng có 84.7% mà thôi Thường đọc cái này nhiều khi còn cảm thấy bất cười các bạn Tại vì trong thị trường crypto này đó chúng ta đã quá quen với lại cái phần trăm cao rồi Một là giảm cực kỳ nhiều các bạn giảm mấy chục phần trăm hay là tăng lên mấy chục phần trăm Chúng ta cảm thấy là bình thường giống như là Thuận Dư nói với các bạn Solana tăng tới mấy trăm phần trăm nhưng mà Chúng ta nhìn vào Ethereum đó thì năm nay chỉ có tăng 84% mà thôi Thì nghe có vẻ như là không bằng các bạn và có vẻ như là thất vọng Nhưng mà những người trong thị trường tài chính khi mà họ nhìn cái phần trăm như vậy đó Thì họ cảm thấy là bất ngờ luôn đó các bạn Một năm mà tăng 80%. Cho nên chúng ta mới trong thiền khước tuần này các bạn Nó sôi động hơn rất là nhiều so với thị trường tài chính truyền thống Nhưng mà Thùng vẫn có lòng tin đối với Ethereum Cho nên uh, Ethereum vẫn là đồng lớn thứ nhì thuộc năng lưu trữ hiện tại Sau Bitcoin Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là không chỉ riêng Solana Mà chúng ta có rất nhiều đồng cũng đã tăng trưởng ngày hôm nay Như là Polkadot cũng đã tiếp tục tăng thêm 15% các bạn Một tuần qua đã tăng 10% rồi Chúng ta có Avalanche nay cũng tăng 7.9% Và với cái mức giá là khoảng 44.000 đô đó Thì các bạn thấy là Bitcoin bây giờ đã là tài sản lớn thứ 10 rồi. Thật ra, Bitcoin đã từng xếp hạng thường nhớ là khoảng chừng là thứ 9 hay thứ 8 gì đó trước đây khi mà chúng ta thấy là cái mùa bull run của năm 2021 nhưng mà sau đó, đó thì giá cả giảm xuống Bitcoin đã đi vào xếp hạng khoảng chừng là 20 nhưng mà các bạn thấy được là với cái sự hồi phục của năm nay đó thì Bitcoin đã là tài sản bây giờ chiếm vị trí thứ 10 hiện tại với tổng số vốn hóa là khoảng 861 tỷ. Số vốn hóa này đã còn cao hơn cả Tesla, cao hơn cả Berkshire Hathaway của Warren Buffett nữa các bạn và cao hơn cả Eli Lilly và TSMC. Chúng ta bây giờ ở đây chỉ đứng sau những cái công ty như là Meta và Nvidia và đương nhiên đó chúng ta thấy được là chúng ta vẫn thua thị trường bạc hiện tại thị trường bạc hiện tại đã có tổng số vốn hóa là 1.3 nghìn tỷ các bạn và đương nhiên cái mục tiêu cuối cùng đó chính là thị trường bạc. thị trường bạc đây thì rất là lớn các bạn tới 13.8 nghìn tỷ lần chúng ta vẫn thấy được bây giờ ít ra, ra thì Bitcoin không một lần nữa cũng đã vào top 10 tài sản trên thế giới rồi và hôm nay đó thì những cái sự sôi động vẫn xoay quanh qua thông tin liên quan đến Bitcoin Smart ETF Chúng ta có một số tin tức lớn nhưng mà đầu tiên hết thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái thông tin liên quan tới Hasdex Đây là một trong những công ty mà họ cũng đã đệ đơn để có Bitcoin Smart ETF Và hôm nay đó thì họ đã chỉnh sửa văn bản của họ và nộp lại cho SEC Cái này cũng không gọi là quá đặc biệt đâu các bạn Tại vì hầu như tuần nào chúng ta cũng thấy những công ty họ chỉnh sửa văn bản rồi nộp lại cho SEC Rồi SEC lại nói với họ là chỗ này cần phải chỉnh sửa hoặc là chỉnh sửa rồi nộp trở lại nữa các bạn và cứ tiếp tục như vậy thì đây là một dẫn chứng là mọi thứ vẫn đang tiến triển và họ đã nhận được những phản hồi từ SEC cho nên chỉnh sửa đây là cái dấu hiệu rất là tốt các bạn và có thể nhiều bạn nhìn vào cái hình mà thuận đăng đó, thì nhiều bạn sẽ nói là wow tại sao trên đây lại để là Bitcoin Futures ETF thì lý do là tại vì Hasdex họ đã có một cái Bitcoin Futures ETF rồi và họ để đơn để chuyển đổi cái quỹ Bitcoin Futures ETF này thành Bitcoin Smart ETF lý do cũng đơn giản thôi các bạn tại vì nếu như mà đã có Smart ETF rồi để thì mọi người sẽ sử dụng spot chứ họ không có sử dụng Futures sẽ đâu tại vì Futures nó không có theo sát giá bitcoin như là spot cho nên spot sẽ là một cái gì đó nó tối ưu hơn rất là nhiều và chi phí sẽ rẻ hơn cho nên bây giờ đó thì hasdex muốn chuyển đổi quỹ này thành quỹ bitcoin spot etf nhưng mà cái thông tin lớn hơn đó hồi sáng này chúng ta nhận được cái tin tức đến từ bloomberg eric bautunas nói là sec đã liên hệ với tất cả các công ty và yêu cầu họ cập nhật tất cả đề xuất của họ để loại bỏ in -Kai đây là một động thái rất là hiếm hoi các bạn tại vì thường chúng ta không nghe nói tới SEC gọi điện thoại để mà nói chuyện trực tiếp với những công ty như thế này và đây là một dấu hiệu cho thấy chúng ta gần như chắc chắn sẽ được phê duyệt rồi giống như là chỉ cần chỉnh sửa cái phần này đó thôi đó thì coi như đã thành công và sẽ được thông qua ít ra đó là cái thông điệp cái dấu hiệu mà thị trường nhận được các bạn hôm nay nó có thể chúng ta có thể thêm vào một con số chín nữa với tỷ lệ là 99.9999% các bạn đương nhiên cái này là thuận tự chế mà thôi tại vì chúng ta thấy được đối với Bloomberg bước ta khả năng thông qua là 90%. gần đây đây chúng ta thấy là Bob Lucas, một trader nổi tiếng nói là khả năng thông qua là 99.99% 99 vào tháng 1. Rồi ngày hôm qua chúng ta nhận được cái tin tức tốt cho nên thuận thêm một con số 9, hôm nay là thêm tin tức tốt nữa các bạn. Có phải là chúng ta đang ở 99.9999% hay là không. Chúng ta vẫn còn 0.0001% là không được thông qua các bạn. Chúng ta chia sẻ khá nhiều về những cái giả thuyết thông qua hay là không thông qua đó thì sẽ như thế nào rồi các bạn. Chúng ta sẽ không nói giả thuyết đó một lần nữa ngày hôm nay. Nhưng mà À, điều mà Thuận muốn nhắc lại đó là chúng ta thấy có cái chữ in khai này thì Thuận đã chia sẻ khoảng chừng là hai ba lần trên video trước đây rồi nhưng mà Thuận cảm thấy là trên mạng đó cũng có nhiều người có cái khái niệm sai lầm khi mà chúng ta nghe nói tới là SCC chỉ muốn mô hình tiền mặt only, cash only nên thì nhiều bạn nói là wow có phải đây chỉ là một cái Bitcoin giấy tờ không có Bitcoin thực sự hay không thì không phải đâu các bạn tại vì cái hoạt động đó là chỉ nơi phát hành lưu trữ Bitcoin mà thôi. Tất cả đều sử dụng tiền mặt hết giống như là Thuần sử dụng tiền mặt để mà mua cổ phần và cổ phần đó sẽ được hỗ trợ bởi Bitcoin thật sự tại vì BlackRock giống như là ví dụ BlackRock đi họ sẽ lấy tiền mặt của Thuần để mà đi thu mua Bitcoin và sau đó phát hành cổ phần. Trong trường hợp in đó thì không chỉ riêng là công ty phát hành lưu trữ mà những công ty trung gian cũng sẽ lưu trữ luôn. Nó sẽ làm cho đơn giản hóa cái quá trình tạo và thu lại những cổ phần. SEC chỉ thích cái tiền mặt only, cash only mà thôi tại vì liên quan đến à, cung cấp những giấy phép để cho họ có thể tự giao dịch Bitcoin được và liên quan đến rửa tiền cho nên SEC chỉ muốn cash only thì đối với là một người bình thường nó cũng không gì khác biệt đâu các bạn tại vì như bình thường họ cũng sẽ không có sẵn Bitcoin rồi đưa Bitcoin cho những công ty rồi nói bây giờ đã đưa cho tôi cổ phần dựa theo số lượng Bitcoin đó họ sẽ dùng tiền mặt để mà đưa cho công ty đó rồi công ty đó mới đưa cho BlackRock rồi sau đó mới phát hành cổ phần cho họ đó là cái hoạt động rất là bình thường cho nên đối với một người đầu tư thông thường họ cũng sẽ không có nhận ra được cái sự khác biệt đó. Các bạn đây là cái sự khác biệt liên quan đến kỹ thuật và cách vận hành của quỹ. Nhưng mà cái mà các bạn có thể nhận ra được là bây giờ đang nói tới không phải là cái khái niệm có nên có Bitcoin spot ETF hay là không, không phải là nói tới cái khái niệm liên quan tới là làm giá thị trường hay là lừa đảo hay gì hết. Chỉ nói tới những cái chi tiết kỹ thuật mà thôi. Đây là một dấu hiệu rất là tốt các bạn nghe là chúng ta đã gần đến đích rồi và chúng ta thấy đó là cái thông báo đến từ Bloomberg. Nhưng mà Forbes thì nói là cái nguồn của họ cho cho biết là SEC đã có cuộc gọi hội nghị nghĩa là cuộc gọi chung tất cả công ty luôn chứ không phải là gọi từng công ty một. Và lý do gọi thì cũng như là Bloomberg nói tại vì SEC muốn cho mọi người biết là họ chỉ thích mô hình cash only và tất cả cần phải điều chỉnh cash only rồi gửi lại cho họ. Nghe như hầu như là chúng ta có thể có một Bitcoin Spot ETF bất cứ ngày nào của bạn từ đây cho đến ngày 10 tháng 1. Và đối với lại Forbes Business thì họ đưa ra cái ngày là từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 1 chúng ta sẽ có thông tin tốt liên quan từ Bitcoin Smart ETF nhưng mà trong cùng thời gian này đó các bạn thấy là Gary Gensler cũng chia sẻ một cái đoạn phỏng vấn ở trên đài CBC ở trên cái Twitter của ông thì ông nói là có rất nhiều cái sự không tuân thủ trong không gian tiền điện tử điều này làm suy giảm lòng tin khi mà có quá nhiều người bị tổn thương và tất cả những gì họ có thể làm là xếp hàng tại tòa án phá sản hơn nữa những điều này có thể khiến cho những công ty có thiện chí gặp khó khăn trong việc cạnh tranh khi mà các bạn chỉ nghe cái phần này mà thôi và các bạn không biết người nói là Gail Chancellor đó thì nghe tất cả đều hợp lý nhưng mà thật ra nó không hợp lý chúng nào hết các bạn tại vì các bạn nên biết là tất cả những gì xảy ra năm ngoái liên quan tới FTX chúng ta cũng thấy được là những công ty như là Voyager, Celsius những công ty đó là những công ty ngay ở Hoa Kỳ này các bạn và những công ty đó là những công ty mà trong cái tầm quản lý của SEC và ngay cả thằng FTX các bạn nên biết là Gary Chancellor đã gặp riêng Sam Bankman Free ít nhất là hai lần cái đó là trên giấy tờ thôi chứ còn trước đó gặp bao nhiêu lần chúng ta đâu có biết cái mối quan hệ giữa những bên này nó rất là phức tạp các bạn tại vì Gary Chancellor đã từng dạy học và sếp của ông chính là cha của Caroline Allison và các bạn đã biết là mối quan hệ giữa Caroline là bạn gái cũ của Sam Bankman Free và đó là cái mối quan hệ cực kỳ phức tạp và tất cả những gì xảy ra năm ngoái những công ty sụp đổ đó đều là dưới quyền quản quản lý của gary cancellor cho nên người ta không có lòng tin đối với sự quản lý của gary cancellor các bạn thêm vào đó các bạn nên nhớ đó là rất nhiều công ty đã đến hỏi trực tiếp gary cancellor là bây giờ chúng tôi muốn tuân thủ lực lại thì làm như thế nào các bạn thấy được là họ không nhận được bất cứ phản hồi nào đến từ SEC ngoại trừ là bị kiện mà thôi cho nên các bạn thấy là sau khi có cái video này thì bên dưới chúng ta cũng đã có cái gọi là community note các bạn community note để thường bấm vào để các bạn thấy rõ hơn là nằm ở bên dưới này các bạn khi mà các bạn đăng cái gì đó trên Twitter thì nếu như mà cái thông tin sai lệch thì cộng đồng có thể là góp ý vào có nghĩa là ghi chú của cộng đồng thì ghi chú của cộng đồng đó ở bên dưới cái video này đã nói là các công ty crypto như là Coinbase một công ty trên sàn chứng khoán mà SEC đã giám sát việc niêm yết đã cố gắng tìm kiếm sự rõ ràng về hướng dẫn tuân thủ của SEC trong vài năm qua. SEC chưa có lập trường rõ ràng và đã dựa vào việc quản lý thông qua thực thi pháp luật. Các bạn đã thấy là SEC bây giờ đã, đã kiện Kraken, kiện Coinbase, kiện cả sàn Gemini luôn. Hầu như là kiện hết tất cả các công ty crypto Hoa Kỳ rồi. Thì Thuận rất là muốn biết khi mà ông nói là những công ty có thiện chí gặp khó khăn chính vì cạnh tranh thì những công ty nào các bạn có phải ông đang đề cập đến Full war, BlackRock, Fidelity, Franklin hay là không. Cho nên khi mà các bạn hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra thì các bạn đọc lại cái phần bên trên này mới cảm thấy là nó không có hợp lý như các bạn nghĩ. Như một điều mà có thể là tất cả chúng ta đều không thể phủ nhận là thị trường này thực sự là có nhiều người xấu. Thị trường nào có người xấu hết các bạn? Các bạn có nhìn thấy là chứng khoán Hoa Kỳ bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu người xấu các bạn lừa đảo tính tới hàng chục tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ luôn. Chúng ta nói tới những người lừa đảo lớn như là Bernard Madoff, chúng ta nói tới gần đây là Elizabeth Holmes. Chúng ta có rất nhiều và rất nhiều những người tương tự như vậy và trong khi thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ cực kỳ đồ sộ được quản lý cực kỳ chặt chẽ thì người xấu vẫn có lừa đảo vẫn có các bạn cái vấn đề đó là không phải thị trường nào người xấu sẽ luôn tồn tại cho dù là không có crypto đi nữa đó là chúng ta chuyển qua thị trường AI sau này đi thì cũng sẽ có người xấu mà thôi cũng sẽ có những cái vụ lừa đảo tại vì chúng ta thấy đó là cái bản chất của một số người điều mà thường muốn chỉ ra được lý do tại sao mà thị trường này đó nó có nhiều người xấu hơn khi mà các bạn so với những thị trường khác tại vì thứ nhất là không có lực rõ ràng thì tại sao tới bây giờ vẫn chưa có các bạn tại sao mà SEC ra không đưa ra cái quy định lúc nào cũng nói là áp dụng quy định chứng khoán nhưng mà đâu có được đâu cho nên mới xảy ra tình trạng ngày hôm nay tại sao mà quốc họ bây giờ vẫn chưa có lực cái đó là chỉ có họ biết mà thôi các bạn và thứ nhì nữa là thị trường này vốn hóa nhỏ khi mà muốn làm giá đó thì đương nhiên thị trường vốn hóa nhỏ sẽ dễ dàng làm giá hơn cho nên một trong những cách mà sẽ khiến thị trường này bớt bị làm giá hơn đó chính là thị trường lớn mạnh hơn các bạn thì đương nhiên làm giá vẫn sẽ có các bạn thấy thị trường vàng mười mấy nghìn tỷ vẫn có bị làm giá hàng ngày các bạn đã thấy là những công ty như là jp morgan đã phải trả phạt tại vì họ đã cùng nhau làm giá thị trường vàng nhiều năm chứ đừng nói tới thị trường như là bitcoin các bạn làm giá sẽ vẫn xảy ra và không cách nào ngăn chặn được giống như là các bạn cho dù là có bao nhiêu luật giao thông đi nữa đó, thì tai nạn giao thông vẫn sẽ xảy ra người ta vẫn sẽ lại chạy quá tốc độ tại vì cái đó các bạn không thể nào thay đổi được thì thị trường cũng như vậy mà thôi nhưng mà khi mà thị trường lớn hơn bốn hóa nhiều hơn thì sẽ cần nhiều vốn hơn để có thể lay động được thị trường thì cái sự làm giá nó sẽ giảm xuống các bạn. Cho nên một trong những cái điều chớ triều là nếu như mà SEC muốn thị trường này bớt quyền làm giá hơn nữa, thì hãy ủng hộ thị trường này cho nó lớn mạnh hơn. Giống như là cho thông qua Bitcoin Smart ETF thì sẽ có nhiều tiền đi vào thị trường này hơn thì vốn hóa sẽ tăng lên và có những sản phẩm mà được chấp nhận bởi Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là tiền sẽ giao dịch với những cái sàn ở Hoa Kỳ này thì sẽ có nhiều volume hơn. Bây giờ đó thì SEC luôn nói là họ không quản lý được tại vì nhiều giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ trên những sàn như là Bybit, Binance vân vân thì cái đó đúng rồi các bạn thì tại sao lại như vậy tại vì ở Hoa Kỳ cứ kiện này kiện kia thậm chí là bây giờ thường ở Cali không tham gia vào staking được luôn các bạn trên sàn Coinbase tại vì bây giờ quy định không cho phép luôn thì làm sao thị trường này có thể lớn mạnh ở Hoa Kỳ được chỉ khi nào mà có những sản phẩm được cho phép bảo vệ bởi luật pháp rõ ràng thì tiền nó sẽ từ từ tăng lên bên đây volume sẽ ở Hoa Kỳ nhiều hơn đó là cái điều mà Thùng muốn chia sẻ đây với các bạn chúng ta sẽ không có đi sâu vào hơn vấn đề này nữa thường chỉ thấy cái video này cho nên muốn chia sẻ để các bạn hiểu mà thôi và cái này nó cũng không liên quan gì đến Bitcoin Spot ETF các bạn đã thấy như gì thường chia sẻ đó thì hầu như chúng ta chắc chắn sẽ có Bitcoin Spot ETF nếu như mà Gary Gensler đó không cho thông qua thì đó là một chuyện lớn nữa các bạn tại vì tất cả những độc thái đều cho thấy được là họ sẽ thông qua nếu như mà họ quay xe phút cuối cùng đó thì wow chuyện lớn đó các bạn năm sau sẽ một năm mà SEC sẽ rất là bận rộn ở tòa án <laughs> và thật ra chúng ta chỉ quan tâm đến thị trường crypto mà thôi nhưng mà các bạn đừng nghĩ là những hành động vô lý của SEC dưới thời của Gary Gensler chỉ giới hạn trong lĩnh vực crypto ngày hôm qua đó thì tại tòa án phúc thẩm đã hủy bỏ một quy tắc mới của SEC liên quan đến việc mua lại cổ phiếu bởi vì trong quá trình tạo ra quy tắc đó thì SEC đã hành động một cách tùy tiện và thiếu suy xét wow các bạn cái này nghe rất là quen Tại vì sao? Tại vì đây cũng là những từ ngữ mà một cái thẩm phán khác đã nói với SEC khi mà họ ra tò về lại GBTC các bạn Grayscale. Lúc đó thì thẩm phán cũng nói là SEC đã từ chối một cách tùy tiện, không có đưa ra một cái dẫn chứng nào cụ thể hết. Và các bạn thấy ngày hôm nay đây thì cũng tương tự như vậy. Tòa án phúc thẩm đã phán quyết là SEC đã hành động một cách tùy tiện và thiếu suy xét trong việc tạo ra quy tắc vi phạm đạo luật thủ tục hành chính APA khi họ không trả lời các ý kiến của nguyên đơn và không tiến hành phân tích chi phí lợi ích một cách đúng đắn. Và tòa án phúc thẩm đã cho SEC 30 ngày để sửa chữa những thiếu sót trong quy tắc. Các bạn thấy đây là một điều mà hoàn toàn không bình thường. Một cơ quan chính phủ mà cứ thua kiện liên tục ở trong tòa án không phải là chuyện bình thường đâu các bạn có cái gì đó đang xảy ra về SEC Thường chỉ không biết bên trong nội bộ như thế nào mà thôi Chúng ta chỉ biết một phần đó chính là ra tò Thì họ thường hay bị thua Và ở trong nội bộ đó thì các bạn thấy được là Có 5 người bỏ phiếu thì đã có cái sự chia phe các bạn hai người ủng hộ crypto, ba người không ủng hộ Các bạn thấy được là trong nội bộ đã có nhiều cái xào xáo rồi Sau này thường nghĩ khi mà Gary Gensler không còn là chủ tịch nữa chúng ta đã có một chủ tịch mới rồi thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng chúng ta hãy đợi tới đó để xem coi là sau này nhìn lại thì đây là thời điểm như thế nào ở sec một điều nữa tôi muốn nhắc nhở các bạn có rất nhiều bạn comment hay là email Thuận trực tiếp hỏi Thuận là hướng dẫn làm sao để mua Bitcoin Spot ETF. Các bạn nên hiểu hiện bây giờ ở Hoa Kỳ nói riêng thì vẫn chưa có Bitcoin Spot ETF. Ở một số những quốc gia khác như là Canada thì đã có nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn chưa. Và cái mà mọi người quan tâm đến bây giờ đó chính là Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ. Nếu như mà bạn đang tìm hiểu hay là mua Bitcoin Spot ETF gì đó, đó thì chắc chắn đó không phải là Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ các bạn tại vì nó vẫn chưa được thông qua và sau khi không qua rồi đó thì các bạn thấy đây sẽ là một cái sản phẩm được bán giống như là những chứng khoán khác trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ chứ không phải là một cái token gì đâu thôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn để các bạn hiểu rõ mà thôi và chúng ta thấy được là Bitwise thì lại tiếp tục tung ra những quảng cáo nhưng mà đợt này thì không phải là những cái video các bạn nhưng mà họ cũng có những quảng cáo như thế này các bạn thấy là họ để cái chữ là long live Bitcoin hồi xưa đó các bạn xem những cái phim khi xưa thì họ hay nói là long live the king có nghĩa là hoàng thượng vạn tuế thì các bạn thấy được là cái này có nghĩa là bitcoin vạn tuế và các bạn thấy là họ đã thực sự làm rất là tốt chiến dịch tuyên truyền của mình thể hiện là bitcoin là một cái gì đó nó rất là sang trọng đẳng cấp giản dị và tinh tế các bạn các bạn thấy được là những cái video liên quan đến quảng cáo các bạn thấy được là cái cách ăn mặc và ngay cái những cái coupling như bạn nói là muốn có một cái tương tự như vậy cái nhẫn bitcoin khiến cho có một cảm giác như là Bitcoin một cái gì đó nó là một biểu tượng của quyền lực, một cái biểu tượng của sự giàu có các bạn. Thì chúng ta thấy là họ có cả hai, họ đã mời cái người này trở lại mà đóng quảng cáo. Cái người này là một trong những người mà kết nối với lại cái thế hệ như là thuận. Nhưng mà ông cũng là một người lớn tuổi các bạn để mà kết nối với những người mà lớn tuổi hơn họ có tài sản thì có thể là họ không có thích những cái style trong thị trường crypto này như là chưa moon các kiểu đâu đó, các bạn nhưng mà thuận thì vẫn thích cái kiểu đó vẫn thích ho đồ chưa moon các bạn <laughs> nhưng mà mỗi người mỗi cách có thể là họ hướng tới một cái loại nhà đầu tư khác chứ không phải là chúng ta tại vì những người mà đang xem video này tôi nghĩ là phần lớn chúng ta đều có thể mua Bitcoin trực tiếp và tự lưu trữ chứ không có cần phải dựa vào một công ty thứ ba như là BlackRock hay là Fidelity hay là bất cứ công ty nào và chúng ta cũng thấy có rất nhiều động tĩnh chuẩn bị sẵn để có một Bitcoin Spot ETF ngoại trừ là những công ty họ đã mướn nhân viên rồi sau đó các bạn thấy được họ cũng đã tung ra những quảng cáo thì có một điều nữa các bạn thấy là những công ty như là Ark Invest thì họ trước đây lưu trữ rất là nhiều những cổ phần của Rayscale Bitcoin Trust GBTC thì rất rõ ràng các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, cái đường mà màu vàng trên màn hình là cái số lượng cổ phần GBTC như là Rayscale Bitcoin Trust mà họ lưu trữ đó thì giảm xuống rất là nhanh. Ngược lại chúng ta đã thấy là cổ phần Coinbase lại tăng lên. Thì có rất nhiều người đặt câu hỏi à, là tại sao mà Cathy Wood của Invest một người mà lúc nào cũng bullish về Bitcoin thì lại bán nhiều cổ phần Rayscale Bitcoin Trust ngay bây giờ. Trong khi mà bà rất tự tin là sẽ có một Bitcoin Spot ETF năm sau giá cả sẽ tăng lên thì thuận thì trả lời với các bạn có hai lý do thứ nhất là cân bằng lại mục đầu tư của Ark Invest tại vì GBTC đã tăng rất là nhiều và khả năng là họ bán GBTC rồi họ mua cổ phần của Coinbase tại vì họ nghĩ năm sau vẫn là một năm rất là tốt cho thị trường crypto cho nên cổ phiếu Coinbase lại sẽ tiếp tục tăng cho nên các bạn thấy là cái đường màu hồng này nó tăng cao lên và thứ nhì nữa các bạn nên nhớ là Ark Invest cũng đang chờ đợi để có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF có nghĩa là khi mà được thông qua rồi đó thì họ với đây sẽ là hai công ty đối đầu với nhau để mà giành chiếm thị trường này các bạn không có lý do gì mà họ muốn tiếp tục lưu trữ những cổ phần này khi mà họ sẽ có một cái quỹ ETF riêng cho mình khả năng họ sẽ bán dùng đó để mà tái đầu tư lại những cái cổ phiếu khác hay là dùng đó để mà đi thu mua Bitcoin sau này khi mà bắt đầu phát hành các bạn tại vì dựa theo Eric và Junus thì cái tốc độ bán này nó nhanh hơn và cho thấy được ARK Invest không phải chỉ đơn giản là cân bằng đầu họ thật sự là muốn bán càng nhiều GBDC càng tốt vào thời điểm này và dành cho những người nào mà cần thêm hopium các bạn ngày hôm nay đã thuần sẽ bơm chút xíu hopium cũng đã lâu rồi không có bơm các bạn <laughs> tại vì sau ngày mai rồi đó thuần sẽ vắng mặt khoảng chừng là 4 ngày một thời gian cũng khá là dài cho kênh này các bạn à, tại vì các bạn thấy thuần ra video hầu như là năm sáu video mỗi một tuần thì nếu thuần vắng mặt 4 ngày là một thời gian mà không hề ngắn thì các bạn nhớ chống chọi thị trường này chứ đừng để thường trở lại 4 ngày sau mà thị trường này lại sụp xuống các bạn. <laughs> cho nên thường sẽ cố gắng bơm hopium để các bạn có thể chiến đấu với thị trường này trong thời gian thường vắng mặt dài ngày các bạn. Nhưng mà nói như vậy thôi chứ còn có một cách nhìn thường cảm thấy rất là thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy được là Hà Vinh sẽ khiến cho cái số lượng bịch hồi đào mỗi lốc giảm đi một nửa cái đó chúng ta cũng đã biết rồi. Mỗi ngày đó hiện bây giờ thì có khoảng chừng là 900 bịch hồi được đào ra. Thôi nói khoảng chừng tại vì các bạn thấy được là trung bình thì mỗi lốc là 10 phút nhưng mà có khi nhanh có thể chậm nhưng mà chúng ta có nói chung mình đi là 900 Bitcoin được đào ra thì sau khi mà có halving cái số đó sẽ bị giảm phần nữa là còn 450 Bitcoin các bạn nếu như mà các bạn lấy 450 Bitcoin này bị giảm đi sau halving ở mức giá là hiện bây giờ là 44.000 đô đó thì khoảng chừng là hơn 7 tỷ đô la có nghĩa là nếu chúng ta nghĩ những thời đào khi mà đào rồi họ bán đó, thì chúng ta sẽ thấy được là cái áp lực bán từ thời đào sẽ giảm đâu đó khoảng 7 tỷ đô la mỗi một năm. Tại vì các bạn lấy 450 nhân cho 44 000 nhân cho 365 ngày. Thì nếu như các bạn nghĩ rằng mỗi năm đó, cái số tiền từ thị trường tài chính truyền thống sẽ hơn 7 tỷ đô la vào thị trường này thông qua Bitcoin Spot ETF nếu vậy thì Bitcoin Spot ETF một sự kiện nó còn lớn hơn cả Bitcoin hạ bình các bạn và các thống kê cho thấy là con số sẽ đâu đó là hơn 10 tỷ đô la hàng năm sẽ chảy vào trong thị trường này trong những năm tới các bạn. Sau này sẽ có vài chục tỷ hay là cả trăm tỷ nhưng mà từ từ chứ không phải là ngay lập tức. Nhưng mà khả năng đó, cái số tiền sẽ cao hơn 7 tỷ hàng năm các bạn. Và đừng quên là Michael Saylor của Michael nói là ông đã mất 6 tháng để có thể thuyết phục hội đồng quản trị của MicroStrategy chấp nhận mua Bitcoin. Lý do là những cái rắc rối liên quan tới là mua rồi thì lưu trữ ở đâu, khai thuế như thế nào, kế toán phải làm như sao. Các bạn đều là có rất nhiều những rắc rối khi mà một công ty truyền thống đi thu Bitcoin và tự lưu trữ giống như là MicroStrategy bắt đầu từ năm 2020. Nhưng mà khi có Bitcoin Spot ETF rồi đó thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Vâng, có lẽ là chúng ta không đủ bullish cho những năm tới đây các bạn. đây là một chút xíu hope yum, một chút xíu góc nhìn thông muốn chia sẻ với các bạn. Có khả năng là Bitcoin Spot ETF thực sự là một cái gì đó nó sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với giá cả của Bitcoin cho những năm tới đây. Nó còn lớn hơn cả Bitcoin Halving. Năm sau là một năm mà cực kỳ sôi so động các bạn. Và có một cái cuộc khảo sát do Harris Poll đã tạo ra thay mặt cho Rayscale và nó cũng liên quan đến bầu cử tổng thống cho năm sau các bạn. Và cuộc khảo sát này đó tổng cộng là có 2090 người đã tham gia các bạn và 2090 người này là hơn 18 tuổi và họ đã trả lời một số câu hỏi và cũng rất đơn giản khi mà các bạn nhìn vào cái sự phân phối như thế này đó thì cái phần màu cam này là cái số lượng người rất quan tâm trong cái số lượng người được hỏi về những đề tài này thì các bạn thấy được là ba đề tài mà được quan tâm tới rất nhiều bởi những người trong cái cuộc khảo sát này đó chính là thứ nhất liên quan đến gia đình. Đương nhiên các bạn, những cái vấn đề gia đình là rất quan trọng đối với nhiều người cho nên họ cảm thấy gia đình là quan trọng nhất. Nhưng mà các bạn thấy được là cái phần trăm 78 này đó cũng không phải cao nhiều hơn quá so với phần trăm thứ nhì là 75% họ quan tâm đến sức khỏe và an toàn cái đó cũng dễ hiểu hơn các bạn nhưng mà cái điều thứ ba họ quan tâm Sau gia đình sức khỏe đó chính là liên quan đến cái sự an toàn về tài chính đây là một trong những điều mà họ cực kỳ quan tâm và các bạn nhìn thấy được bên dưới này đó thì uh, câu hỏi là những gì xảy ra trong thời gian gần đây liên quan tới lạm phát và tình hình kinh tế đó thì khiến cho những người này có hứng thú để mà đầu tư vào Bitcoin hay là không thì một điều mà các bạn có thể nhìn thấy được các bạn có thể nhìn hai chiều thứ nhất là cái chiều nó tiêu cực hơn có nghĩa là các bạn thấy là cái màu xanh đậm này là đại diện cho cái số lượng người mà họ nói là họ cũng không có quan tâm hay là hứng thú để mà thu Bitcoin trong thời gian gần đây tại vì những cái gì liên quan đến thị trường tài chính thì cái phần đó vẫn cao các bạn chúng ta nhìn thấy được là nó cao rất là nhiều khi mà hỏi những người mà họ không có quen thuộc với crypto đó là một cách nhìn nhưng mà cách nhìn khác đó là nó tích cực hơn các bạn có nghĩa là chúng ta vẫn còn rất là nhiều người bây giờ họ vẫn chưa thực sự quan tâm đến crypto rồi các bạn nhưng mà khi mà giá cả trở về đỉnh cũ đó thì họ lại quan tâm một lần nữa chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội trong những năm tới đây đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được bên trên này đó thì uh, họ hỏi là đối với tất cả những vấn đề lớn giống như liên quan đến phần trăm thất nghiệp liên quan tới đối tác ngoại giao liên quan đến tin tức giả liên quan tới những cái vụ xả súng gần đây liên quan đến cái tình hình nền kinh tế và liên quan đến inflation như là liên quan đến phần trăm lạm phát thì những người này họ quan tâm điều gì nhất các bạn các bạn thấy được là họ quan tâm nhất đó chính là phần trăm lạm phát 26 phần trăm nghĩ là họ rất quan tâm và bên dưới này đó thì các bạn thấy tuy là có rất nhiều người bây giờ họ vẫn chưa có thực sự tìm hiểu về crypto nhưng mà khi hỏi thì họ đều đồng ý. Ý là có khả năng là trong tương lai trên mục đầu tư của họ sẽ có một phần là crypto phần đó là bao nhiêu thì họ không có nói nhưng mà có khả năng là sau này sẽ có một phần crypto 4% nghĩa là như vậy có nghĩa là 10 người thì 4 người nghĩ là trong tương lai họ sẽ có một phần crypto trong danh mục đầu tư và cái điều kế tiếp nữa là liên quan tới bầu cử tổng thống các bạn thì 73% trong số 2090 người này cho biết là họ hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý một phần là một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ cần có quan điểm sáng suốt về công nghệ đổi mới như là AI hoặc là crypto. Cái này rất là quan trọng các bạn tại vì cái số lượng người mà bỏ phiếu ủng hộ crypto và công nghệ đó không hề nhỏ đâu. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau đó thì đề tài thường nghĩ là nhiều người sẽ quan tâm đến nhất đó chính là tình hình của nền kinh tế và lạm phát và thứ nhì nữa là liên quan đến những cơ hội giống như là chúng ta vừa nói đến là liên quan đến công nghệ AI, crypto sẽ là những cái đề tài mà những ứng cử viên phải đưa ra cái nhận định các bạn thấy được là những ứng viên đó thì tất cả những đề tài chúng ta nhìn thấy trên màn hình liên quan đến những cái việc quản lý súng ống hay là liên quan đến kế sách ngoại giao những cái thứ đó thì tất cả phải đưa ra cái quan điểm của mình nếu như không thì người bỏ phiếu làm sao biết được là họ sẽ lựa chọn ai nhưng mà cái đợt bầu cử tổng thống vừa rồi đó thì crypto vẫn chưa phải là một cái gì đó nó lớn mạnh như là bây giờ các bạn bây giờ hầu như là một cái đề tài mà những người lập pháp những ứng cử viên đều phải đưa ra cái nhận định chứ không thể không trả lời được đây cũng là một trong những điều mà chúng ta sẽ rất quan tâm trong năm sau các bạn một lần nữa năm sau đó là sẽ là một năm cực kỳ sôi động và thuận hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục cùng các bạn bước tới một năm sôi động như vậy và chúng ta thấy được là có một công ty họ cũng đã đưa ra nhận định đó chính là Magic Port à, thì họ nói là sau khi mà Bitcoin Spot ETF thông qua đó thì họ nghĩ là trong tháng 1 họ có lòng tin là Bitcoin sẽ lên tới 50.000 đô cái này nó cũng không phải là cái gì gọi là quá đáng đâu các bạn tại vì chúng ta thấy là bây giờ đã là 44.000 đô rồi nếu như mà Bitcoin chỉ tăng 10% thôi đã là hơn 50.000 đô rồi và cái ông nói là tháng một cái này là trong vòng một tháng nữa một tháng Bitcoin tăng 10% cũng là điều chúng ta đã thấy rất nhiều lần trong vòng mấy tháng qua rồi. Cho nên nếu tháng 1 Bitcoin mức 50.000 đô thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đâu. Thì trước khi chúng ta tiếp tục với một số những thông tin ở bậc khác đó thì uh, Thuận muốn nhanh chóng chia sẻ với các bạn cái thông tin liên quan đến chỉ số ở trên Classno thì có hai chỉ số các bạn rất quan tâm đó chính là chỉ số phần trăm những Bitcoin đang có lời đó thì các bạn thấy được với cập nhật mới nhất với cái giá hiện tại thì chúng ta đã thấy được là phần trăm Bitcoin có lời đã trở lại cái mức là hơn 90% bây giờ là 90.48 thì vẫn thua chút xíu so với lại cách đây khoảng chừng là hai tuần các bạn lúc đó thì ở mức là 91.19% nhưng mà chúng ta cũng thấy là chúng ta một lần nữa lại rất gần cái dùng màu đỏ bên trên này nghĩa là trên 95% và chỉ số thứ nhì đó chính là chỉ số NUPL các bạn thì các bạn có thể đoán đoán được. Chúng ta một lần nữa lại trở về cái dùng màu xanh lá cây như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà chúng ta cũng chưa có phải trở về cái mức cao như là cách T2 tuần các bạn. Thì bây giờ chúng ta một lần nữa chỉ mới bắt đầu bước vào cái dùng màu xanh lá cây mà thôi. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn những ngày Trở tiếp khi mà thùng không có thời gian làm video đó cũng sẽ tiếp tục cập nhật nhiều thông tin trên những mạng xã hội cho nên các bạn cũng nên theo dõi để nhận được những cái tin tức mới nhất thùng sẽ cố gắng chia sẻ thường xuyên và ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một cái twitter space và hai nhân vật chính đó chính là Katy Wood của Ark Invest và Elon Musk thì cũng đã lâu rồi hai người này không có xuất hiện trên twitter space và thùng cũng không có theo dõi tất cả những gì họ nói các bạn họ nói tới rất nhiều những đề tài nhưng mà có một phần đó họ nói liên quan đến tiền tệ và crypto thì cái phần này nó dài khoảng chừng là 9 phút thường sẽ không mình chia sẻ với các bạn thôi thì vì nó rất là dài Nhưng mà các bạn thấy là trong phần này đó Thì khi mình nói đến tiền tệ thì có một đề tài Được hỏi bởi Katy Wood Thì Katy Wood hỏi Elon Musk là Elon nghĩ gì về Bitcoin Sẽ ảnh hưởng đến thế giới như thế nào Thì Elon trả lời rất ngắn gọn các bạn Tôi không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về crypto Tôi <laughs> nghĩ là chắc nhiều bạn sẽ buồn lắm Thì tôi không chia sẻ cái phần này với các bạn Còn thường sẽ nói tiếp Đây là cái phần mà Katy Wood hỏi Elon Musk that is going away what do you think about uh, bitcoin's um, potential impact on the financial system the monetary uh, monetary system financial services generally well I have to say I, I don't spend a lot of time thinking about cryptocurrency um, hardly any hardly any at all <laughs> các bạn thấy elon musk trả lời rất là thắng là tôi không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về crypto hầu như là rất ít thời gian các bạn thấy được có một điều là sau đó Elon Musk vẫn tiếp tục muốn nói về tiền tệ các bạn và muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình thì Elon Musk cũng nói những điều mà đã từng nói trước đây thì đối với Elon Musk đó, tiền là một cái cơ sở dữ liệu mà thôi và Elon Musk cũng nói tới rất nhiều thứ thì các bạn thấy được là blockchain cũng là một cơ sở dữ liệu nó chỉ là phi tập trung nhưng mà Elon Musk hầu như là không có muốn nói về crypto các bạn nói về tất cả nói về tiền là gì khái niệm của Elon Musk về một cái loại tiền tối ưu là ra sao nó là một cái công cụ để mà lưu trữ sức lao động là như thế nào vân vân và là phát đó thì cũng nên có nhưng mà cái phần trăm lạm phát không có nên quá đáng. Nhưng mà các bạn thấy có gì đó nó khác biệt so với trước đây tại vì Elon Musk thường có rất nhiều những cảm nghĩ và suy nghĩ về crypto các bạn và Elon Musk là một trong người mà rất là thích đồng meme coi Doge. Nhưng mà hôm nay đó thì không muốn đề cập tới luôn giống như là muốn nói về tất cả nhưng mà không muốn nói cái từ crypto hay là blockchain hay gì hết các bạn. Thì có rất nhiều người cũng không biết tại sao Thuận đó thì chỉ nghĩ Bây giờ đó các bạn nên hiểu Bitcoin vẫn là một phần của Tesla Tại vì công ty Tesla là công ty trên sàn chứng khoán Lưu trữ số lượng Bitcoin lớn thứ ba các bạn Chúng ta nhìn thấy được là bây giờ họ đang lưu trữ Vẫn là 9720 cho dù họ đã bán một phần nhưng mà các bạn thấy được là phần còn lại đối với một số người cũng không hề nhỏ con số 9720 này còn nhiều hơn cả số lượng lưu trữ với Coinbase các bạn đương nhiên cái mà thường nói đó chính là cái số lượng được Coinbase lưu trữ cho bản thân họ chứ không phải là lưu trữ cho khách hàng cái số lượng mà Coinbase lưu trữ khách hàng đương nhiên nhiều hơn nhưng mà các bạn thấy là cái số này vẫn nhiều hơn là cái số lượng Coinbase một sàn giao dịch crypto Hoa Kỳ lưu trữ trong ngân sách của họ. Và chúng ta cứ nghĩ đi, Elon Musk nói là không suy nghĩ gì về crypto trong khi công ty vẫn đang lưu trữ số tiền này. Và thông cũng chưa có rõ là cái số tiền được lưu trữ bằng crypto ở SpaceX đã bán hết hay chưa. Có nhiều cái tin tức trước đây nói đã bán rồi nhưng mà không biết cái đó đã bán hết hay bán một phần. Nhưng mà Elon Musk thì cũng không muốn đề cập đến. Thì Thuận lại nhận được một tin tức ngày hôm nay các bạn thì trong cái sự chia sẻ của Twitter Space này Elon Musk cũng đã nói là đâu đó khoảng giữa năm sau đó thì X sẽ bắt đầu cái dịch vụ di chuyển tiền của họ. Chúng ta có biết là X cũng đã xin giấy phép từ nhiều tiểu bang và cuối cùng đó, thì Elon Musk muốn là đây là một cái super app các bạn, một cái siêu ứng dụng và Elon Musk thường hay so sánh với lại cái ứng dụng như là WeChat của Trung Quốc muốn là một ứng dụng mà các bạn có thể sử dụng hầu như là cho tất cả những gì các bạn sử dụng hàng ngày luôn và trong đó đương nhiên là có tài chính và X sẽ là một công ty mà có thể cung cấp dịch vụ tài chính thì có phải đây là lý do tại sao mà Elon không muốn chia sẻ nhiều về crypto hay không tại vì các bạn thấy được là hầu như ai cũng nghĩ crypto sẽ là một phần của X Payment sau này nhưng mà ngày hôm nay đó thì Elon cũng không nói rõ và không muốn nói về crypto có phải là lo lắng cái gì đó liên quan đến pháp lý hay không thì tôi không biết các bạn nhưng mà cũng có thể liên quan đến là hiện bây giờ đó công ty X đang chờ đợi một cái gì đó có thể là họ đang chờ đợi để được cấp giấy phép để mà chính thức có thể cung cấp dịch vụ crypto trên X cho nên không muốn nói về crypto hiện bây giờ vì lý do pháp lý. Tôi không có rõ, thường chỉ biết là ngày hôm nay những gì được nói bởi Elon thì nó khác bình thường và hầu như là né tránh mà không muốn nói nhiều về crypto các bạn. Nhưng mà chúng ta vẫn có rất nhiều những cái tin tức tốt trên thị trường ngày hôm nay. Giống như chúng ta nhìn trên màn hình đây là tin tức liên quan tới Coinbase. Thì Coinbase họ đã nhận được một cái giấy phép ở nước Pháp đó chính là cái giấy phép có tên là Virtual Asset Services Provider. Thì cái giấy phép này trên căn bản là cho họ hoạt động để mà cung cấp dịch vụ crypto ở nước Pháp các bạn nói chung thì Coinbase vẫn đang bành trướng thế lực hiện tại và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa đây là thông tin đến từ bộ trưởng bộ ngoại giao của Argentina thì các bạn đã biết là Argentina đã có một cái tổng thống mới và tân tổng thống gần đây đây cũng đã làm rất nhiều động thái các bạn cũng không có chia sẻ trên channel này thì nó cũng không liên quan uh, trực tiếp đến crypto giống như là ông đã sa thải rất nhiều nhân viên của nhà nước ông cũng đã uh, bắt đầu là loại bỏ nhiều đơn vị nhà nước luật của Argentina cũng đã bị loại bỏ một phần. Nói chung đó thì Argentina đang có rất nhiều thay đổi, rất là đột ngột và rất là lớn. Nhưng mà về tài chính thì các bạn thấy được là Argentina họ sẽ không có tiếp tục sử dụng tiền quốc gia của họ nữa. Mà họ sẽ chuyển qua để mà sử dụng đồng đô la. Còn về crypto đó, cái phần mà chúng ta quan tâm thì hôm nay chúng ta thấy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế của Argentina. Đó chính là Diana Mondino. Thì người này đã tuyên bố là nghị định hợp pháp hóa việc sử dụng một số loại tiền tệ trong hợp đồng và cho các khoản thanh toán sẽ áp dụng đối với crypto và bà đã nói là chúng tôi xác nhận là tại Argentina các hợp đồng có thể được thanh toán bằng bitcoin và cũng áp dụng cho các loại crypto khác thì cái này là một điều mà cực kỳ lớn các bạn tại vì chúng ta đã thấy là ở Argentina tuy là họ không có nói là bitcoin sẽ là tiền tệ hợp pháp nhưng mà họ nói là sẽ cho sử dụng thanh toán như là một cái loại công cụ thanh toán hợp pháp và không chỉ riêng là Bitcoin không giống như là El Salvador ở Argentina đó thì họ nói là bằng Bitcoin và cũng áp dụng cho các loại crypto khác. Đây là cái sự khác biệt rất lớn giữa Argentina và El Salvador. Tại vì El Salvador đó họ chỉ công nhận Bitcoin mà thôi. Nhưng mà đó cũng là tin tức rất là tốt các bạn. Và El Salvador đó thì các bạn thấy họ cũng đã công bố là el salvador đã thông qua một đạo luật mới để cấp bước tịch cho các nhà đầu tư Bitcoin khôi từ nước ngoài thì quốc hội của el salvador họ đã phê duyệt một đạo luật di trú cho phép cấp bước tịch nhanh chóng cho những người nước ngoài đã thực hiện một cái nghĩa vụ quyên góp Bitcoin khôi cho các chương trình phát triển kinh tế và xã hội của chính phủ thì đạo luật này dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vài ngày tới và hiện tại đó, mức tối thiểu cho cái số tiền quyên góp chưa được làm rõ các bạn nhưng mà những người nào mà muốn có quốc tịch ở El Salvador mà không muốn ở Salvador ra thì cũng có thể liên hệ để tìm hiểu thêm và cho thông biết. <laughs> Nhưng mà điều này các bạn thấy được là sẽ cho phép những nhà đầu tư rút ngắn quá trình xin quốc tịch và bỏ qua yêu cầu cư trú 5 năm của El Salvador. Nói chung thì El Salvador vẫn tiếp tục tiến tới các bạn và hầu như năm nào họ cũng tạo ra một cái gì đó liên quan tới Bitcoin để mà thu hút thêm tiền nước ngoài đi vào El Salvador. Họ rất là thông minh các bạn. Không những là họ nói tới là thành phố Bitcoin, rồi núi lửa Bitcoin, rồi trái phiếu Bitcoin. Bây giờ các bạn thấy được là họ gần đây đó nói tới việc là có thể có bước tịch bằng cách là quyên góp Bitcoin cho chính phủ <laughs> Nói chung là Salvador Đang muốn thâu rất nhiều Bitcoin Và tôi nghĩ là Argentina cũng sẽ tương tự như vậy Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan Tới uh, siêu hưu các bạn à, Thì những bạn nào mà mới đến kênh Hay là mới tham gia thị trường này trong vòng năm qua đó Có thể là cái tên này không có nghe quen Hay là chúng ta nói tới Carl Davis Đây là hai cái tên rất nổi tiếng Trước đây các bạn Tại vì họ là hai người đứng sau lưng Three Arrows Capital các bạn công ty mà hầu như dẫn đến sự phá sản của hàng loạt những công ty ở Hoa Kỳ tại vì họ đã thua lỗ rất nhiều tại vì họ lưu trữ Luna và UST thì chúng ta thấy được là Kyle Davy và Suhu đó là hai cái tên mà chúng ta ít nhắc tới hơn tại vì giờ chúng ta nhắc tới Sam Bankman Free chúng ta nhắc tới Do Kwon nhưng mà hai cái tên Suhu và Kyle Davy thì ít nhắc tới hơn nhưng mà ngày hôm nay đây các bạn thấy được tòa án quần đảo Virgin uh, Virgin Islands thuộc Anh đã ra lệnh đóng băng tài sản trị giá lên đến 1 tỷ mốt đô la của Suhu và Kyle Davis. Thì lệnh đóng băng này đã nhằm mục đích ngăn chặn việc giao dịch hoặc là bán tài sản của họ trên toàn cầu. Điều này được thực hiện trong bối cảnh các nhà quản lý phá sản đang tìm cách thu hồi lại khoản nợ là 3 tỷ rưỡi đô la cho các chủ nợ của Three Capital. Tòa án Singapore đã cũng đã ban hành lệnh đóng băng tài sản trong nước và các bạn thấy được là cả sư hoover carl davis cũng đã bị ngân hàng trung ương singapore cấm tham gia vào các hoạt động tài chính trong vòng 9 năm tới đây các bạn đã thấy rất nhiều công ty bị ảnh hưởng bởi Rose capital nhiều công ty đã phải phá sản nhưng mà sư hoover carl davis họ vẫn có tài sản là hơn 1 tỷ đô la như vậy các bạn không biết là họ giấu cách nào nhưng mà cuối cùng thì cũng đã bị đóng băng và đó là những cái thông tin lớn liên quan đến crypto các bạn có một số thông tin khác liên quan đến thị trường tài chính nói chung nên nó tôi nghĩ là các bạn cũng nên phải nắm bắt tại vì nó cũng liên quan đến phần trăm lạm phát các bạn nhưng mà trước hết á, thì chúng ta thấy hôm nay à, chúng ta cũng có một ngày rất là tốt cho thị trường chứng khoán các bạn nhìn thấy là chỉ số nasdaq dẫn đầu với sự tăng trưởng là 1.26% trong khi s&p 500 nó tăng 1.03 và dow jones thì tăng 0.87% các bạn nói chung tháng 12 này là một tháng rất là tốt cho cả thị trường crypto cũng như là thị trường tài chính nói chung Tim đang nhìn thấy được là bây giờ đó thì pre market đỏ chút xíu. Nói chung một sự điều chỉnh cũng không vừa là quá bất ngờ đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hôm nay tăng nhẹ một chút ở mức là 74 52 đô 52 cent cho một thùng dầu. Cũng trong cái phạm vi chúng ta đã biết trong nhiều cái năm qua rồi cũng không gì đặc biệt đâu các bạn. Còn về vàng đó thì hôm nay tăng nhẹ chút xíu các bạn ở mức là 2061 đô cho một ounce vàng. Crypto chúng ta nói rất nhiều mới đây rồi. Nhưng mà có một cái thông tin đó, thường đọc hồi sáng này cái thông tin này là liên quan đến cái giá cước vận tải đường biển các bạn thì cái giá cước vận tải đường biển đã tăng khoảng 40% do khủng hoảng ở Red Sea Red Sea là thường có không biết là ở Việt Nam gọi là gì thường chỉ đọc Red Sea có nghĩa là dùng biển đỏ mà thôi thì uh, các bạn thấy được là cái giá cước vận tải tăng khoảng 40% từ cái cuộc tấn công của Hordes thì khoảng chừng 158 tàu chở hàng trị giá là khoảng 105 tỷ đô la đang chuyển hướng ra khỏi cái vùng này thì theo theo thông biết đó là những cái tàu chở hàng như thế này các bạn thì họ đã bị tấn công từ đất liền luôn giống như là từ những cái vùng đảo xung quanh đó, thì bắn những cái quả tiễn đến làm thiệt hại rất nhiều cho những cái tàu chở hàng như thế này thì cái vấn đề bên trong là sao thì cũng không có rành thôi chỉ biết là bây giờ đã những tàu chở hàng này thì họ rất là lo lắng và không muốn tiếp tục đi cái tuyến đường này nữa họ phải đi vòng các bạn và đi vòng thì rất là tốn kém cho nên các bạn thấy được là bây giờ đã cái chi phí vận tải đã tăng lên tới 40% khi mà đi đường biển rồi đương nhiên theo thông hiểu là vẫn có một số những tàu nhỏ thì những tàu nhỏ đó không biết tại sao mà họ cũng không có lo lắng mà cứ tiếp tục đi mặc dù là những tàu nhỏ cũng gặp vấn đề nhưng mà hầu như là những những tàu lớn nó đã không có đi nữa. Thì các bạn thấy được là bây giờ đã cái giá cước hàng không chở hàng từ Trung Quốc đến Bắc Âu. Cái này thì đã giảm từ cuối tháng 11 nhưng mà trong tuần này đã, đã tăng lên 13%. Có thể là phản ảnh cái sự tăng nhu cầu vận chuyển hàng không do cái sự kiện này đó các bạn. Điều này nghĩa là gì? Những gì thường vừa chia sẻ với các bạn đó thì có nghĩa là chúng ta có khả năng là sẽ thấy lạm phát tăng tạm thời do cái chi phí di chuyển hàng hóa nó tăng lên các bạn và đương nhiên những cái chi phí này nó sẽ khiến cho những hàng hóa này cũng sẽ bị tăng giá khi mà bán ra cho nên chúng ta có khả năng là thấy phần trăm lạm phát có thể là tăng trở lại trong vài tháng tới cho đến khi nào sự việc này được giải quyết mà thôi không biết là khi nào giải quyết và giải quyết ra sao các bạn nhưng mà đây là một thông tin tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị có khả năng là năm sau sẽ có vài tháng CPI lại tăng trở lại. Điều đó có ảnh hưởng gì đến quyết định của Fed thì tới đó mới biết được các bạn. Và chúng ta thấy được là bây giờ đã gần cuối năm rồi nhưng mà cái nơi mà cho vay khẩn cấp của Fed thì các bạn thấy được là không hề ngừng nghỉ. Hầu như những ngân hàng đã vẫn tiếp tục vay và bây giờ họ đã vay tới cái mức là 131 tỷ rồi. Thì có hai giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên đó là tình hình đang rất là tệ và những ngân hàng này cần phải vay khẩn cấp từ Fed chứ nếu không đó thì người ta nên rút tiền họ sẽ bị sụp đổ. Đó là giả thuyết đầu tiên. Giả thuyết thứ đó được đưa ra bởi người này trên Twitter các bạn là Joe Consorti. Thì Joe Consorti nói là có khả năng là bây giờ gần tới cuối năm rồi thì những ngân hàng họ cứ vay mượn từ cái cơ sở cho vay khẩn cấp này của Fed và cứ nói là tại vì ngân hàng gặp vấn đề rồi sau đó dùng tiền này để mà <laughs> trả bonus cho họ cuối năm. Cũng có thể các bạn. Nói chung đó, thì cái số tiền này hay là cái việc mà cho vay khẩn cấp này đó sẽ ngưng vào tháng 3 của năm sau cho nên nhiều người đặt ra kỳ vọng là tháng 3 năm sau Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất. Tại vì nếu như không đó thì chúng ta sẽ thấy lỡ như mà tình hình tại lại xảy ra nữa người ta tới rút tiền hàng loạt giống như là hồi tháng 3 đó thì nhiều ngân hàng sẽ bị sụp đổ các bạn tại vì họ vẫn đang lưu trữ rất nhiều những công trái phiếu mà âm với mức lãi suất thấp hơn bây giờ, có nghĩa là bán ra trên thị trường đó thì sẽ bán với mức thấp hơn và họ sẽ bị lỗ. Và nếu như người ta tới rút tiền hàng loạt đó thì họ cần phải bán gấp để mà trả cho nên dẫn đến sụp đổ của những ngân hàng nếu như mà Fed đã gai quyết định là họ sẽ đóng lại cái cơ sở cho vay khẩn cấp này vào tháng 3 của năm sau thì cũng đồng nghĩa là tháng 3 của năm sau Fed sẽ phải có cái giải quyết liên quan đến phần trăm lãi suất ở trên thị trường. Đó là lý tại sao mà nhiều người có kỳ vọng là tháng 3. Chúng ta thấy được là năm sau đó là một năm mà cũng cực kỳ sôi so động. Không chỉ riêng những gì mà chúng ta nói tới là bình chúng ta nói tới bầu cử tổng thống, chúng ta nói tới Bitcoin Smart ETF mà năm sau cũng là cái năm mà chúng ta thấy là Fed khả năng sẽ giảm lãi suất, nhưng mà họ sẽ giảm lãi suất trong trường hợp như thế nào các bạn? <laughs> Và chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc liên quan tới Nike. Thì công ty Nike đó họ đã công bố kế hoạch cắt giảm chi phí khoảng chừng là 2 tỷ đô la. Con số cực kỳ lớn các bạn trong vòng 3 năm tới và họ đã cảnh báo về chuyển dòng doanh thu yếu hơn cho nửa cuối năm. Và những cái hàng tồn kho của Nike bây giờ đó thì họ bán rất là nhiều các bạn Thường nhớ là có một thời gian đó hàng Nike cũng cực kỳ hiếm Nhất là năm 2021 Có rất nhiều những cái model của họ đó hầu như rất khó kiếm các bạn Nhưng mà bây giờ đó thì rất nhiều những cửa hàng họ bán hạ giá Tại vì hàng tồn kho bây giờ đang tăng lên Và cái công ty Oregon Life họ đã đưa tin là công ty Nike đã âm thầm sa thải nhân viên trong vài tuần qua và đã báo hiệu là họ đang lên kế hoạch cho một cái sự tái cấu trúc lớn một loạt những cái bộ phận mà đã bị cắt giảm nhân viên đó thì bao gồm là tuyển dụng thu mua vật liệu quảng bá thương hiệu kỹ thuật nhân sự và phát triển những ý tưởng mới nói chung đó thì công ty nike cũng như là nhiều công ty các bạn họ cũng đã bắt đầu tiếp tục cắt giảm nhân viên, tại vì họ nghĩ là cái mùa lễ này sẽ không coi như là năm ngoái, nó sẽ tệ hơn. Và các bạn thấy là sau đó thì công ty Nike à, cũng đã có cái sự giảm cổ phiếu là 11.7% sau khi đóng cửa ngày hôm nay. Và một thông tin nữa, nếu như bạn nào mà quan tâm đó thì công ty Apple cũng đã ra quyết định là họ sẽ ngừng bán Apple Watch Series 9 các bạn nghĩa là một chuyên series mới gần đây và Apple Watch Ultra 2 nghĩa là cái phiên bản lớn nhất và mát nhất của họ trên trang web chính thức của mình tại Hoa Kỳ bắt đầu là sau ngày Chủ nhật lý do tại sao đó tại vì cái này là cái khả năng đo nồng độ oxy trong máu đây là một trong những cái chức năng của cái này các bạn cái khả năng đo nồng độ oxy trong máu đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ từ một công ty có tên là Maximo và họ đã kiện công ty Apple tại vì đây là một công ty mà họ bán công nghệ này cho những cái bệnh viện thì bây giờ công ty Apple sử dụng công nghệ này thì đây là một cái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cho nên bây giờ đó thì họ sẽ tạm ngừng bán tôi nghĩ là họ sẽ đàm phán và có thể trả một số tiền nào đó cho mà Simo trước khi mà tiếp tục chứ còn cái đồng hồ đó thì không bị vấn đề gì hết chỉ là liên quan đến uh, quyền sở hữu trí tuệ mà thôi nhưng mà thông tin này đó thì cũng không làm cho cổ phiếu Apple bị lung lay các bạn Và công ty Apple bây giờ là công ty đáng giá nhất trên thế giới các bạn Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thêm ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số nhiều khác như là các bạn đang nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn